Rồi thì giờ con không chịu con bỏ. Mày không chịu con không đâu bỏ. Mày buông ra đi. Con bỏ tôi đâu có ai nuôi tôi đâu. Con bỏ tôi. Con bỏ tôi đâu có ai nuôi tôi. Đúng khổ lắm ơi. Vậy bây giờ. Không. Mày nín. Nín đi con nói chuyện cho nghe. Ngoại nín đi con nói chuyện cho ngoại nghe. Ngoại biết từ đầu tới cuối á, con đối xử với ngoại như thế nào. Cậu không nào đối xử rất tốt. Mà tại sao hôm nay ngoại đối xử với con vậy? Đâu có đối xử gì tới à. Cần cái máy để nghe. Con đã nói với ngoại rồi á. Nè, con nói với ngoại để con tìm người 5 phút 10 phút không được hay sao mà lại gần cổ lên cãi với con. Cậu, con nói thiệt không, con nói thiệt. Từ hồi đó tới giờ rồi, ngoại là rất nhiều lần con bỏ tất cả. Con xem người già giống như là ngoại của con. Từ đầu con đã nói với ngoại rồi. Ngoại ruột luôn đi. Nội ngoại gì cũng được. Còn có vấn đề là có vấn đề mà con có trách nhiệm với ngoại đó, thật sự là không có nha ngoại. Trách nhiệm mà nuôi ngoại á là con, những người con của ngoại sẽ về chăm sóc cho ngoại. Thì cái đó tùy, cái đó là do cái cuộc đời của ngoại từ hồi đó giờ. Con bỏ qua tất cả để con giúp ngoại, nhưng mà hôm nay con xin phép là con sẽ dừng. Không, tại vì con không có trách nhiệm. Lại cậu có đừng bỏ tôi. Thôi đi vô đi. Lại cậu đừng bỏ tôi, cậu không ai. Con nói giờ con muốn xin đàng hoàng, nuôi được khỏe mạnh. Bây giờ cậu, chú còn sống lâu lắm, cậu có ráng nuôi tôi tới chết thôi, tôi mới chịu lại cậu. Không, bây giờ nè ngoại, ngoại im đi để con nói nè. Con sẽ để ý ngoại, từ đây về sau, ngoại còn bất cứ những cái hành động như chửi bới hàng xóm, á, rồi không tôn trọng tất cả những người xung quanh á, thì con cũng là con sẽ không giúp ngoại nữa. Còn bây giờ ngoại mà chịu thay đổi con người lại, à, từ nãy giờ là tại sao mà ngoại bệnh mà con phải đưa ngoại vô bệnh viện. Thử ngày hôm sau mà con không biết ngoại coi là ngoại như thế nào, ngoại đã chết rồi đó. Biết rồi. Thì bây giờ thôi vô nhà đi, con sẽ về nhà con suy nghĩ lại. Nếu mà giúp được con giúp nha. Dạ, giúp rồi. Rồi rồi. Thì bây giờ Phong sẽ đem tất cả những món đồ mà Phong cất cho ngoại á, Phong sẽ đem trả vào bên ngoại hết. Cái này á, mình vì cái tình thương với ngoại, cái nhân đạo của ngoại, mình sợ mất những món đồ mà Mạnh Thường Quân tặng á, thì Phong mới cất qua đây. Nhưng mà hôm nay nghe một cái câu mà ngoại nói á, giống như là thông đồng này nọ đó, cất giấu này nọ đó, thật sự không buồn lắm. Phong làm bằng cái tâm thương ngoại giống như ngoại của mình, Phong giúp là giúp hết mình luôn. Thì quý vị cũng đã xem những từ đầu đến cuối rồi đó. Nhưng hôm nay nhận được cái gì? Nhận được cái sự phụ hoàng của ngoại đặng. Thì bây giờ Phong sẽ đem những món đồ này, tủ lạnh Phong đem trả hết luôn. Thì nếu mà có duyên ha, thì còn giúp lại. Còn nếu không có duyên thì Phong cũng xin dừng. Bây giờ Phong sẽ bắt đầu đem những món đồ ra đây. Bây giờ Phong sẽ đem tới đây. Phong đem ông trả từng món hết trơn á. Thôi em lấy nha chị Hạnh. Rồi, đây. Này ngoại, con trả tất cả những món đồ này và từ đây về sau con không có qua giúp ngoại nữa nha. Không chịu. Cuộc đời ngoại tự quyết định. Trời ơi, con không có trách nhiệm. Đem đem vô giùm em coi. Đem vô em nói chuyện coi. Đem vô nhà em đi. Đó, giờ nè, đem vô từng món nha. Rồi con sẽ trả tiền cho chị luôn. Rồi. Để sẵn hôm nay con nói chuyện với ngoại luôn. Không, đừng bao giờ lại con. Con không phải người chết. Vô gắn cái tivi lên cho thấy rõ ràng để thôi, để nữa ba nói cái tivi mất là cái thù mình đó.
Rồi rồi rồi, con làm lại hoàn toàn hết cho ngoại và y chang theo cái nhà của ngoại nha. Ừ. Rồi từ đây về sau con xin hứa với ngoại luôn, không vô nữa. Cuộc đời của ngoại, cuộc đời của ngoại ngoại tự quyết định nha. Không. Không, con không có trách nhiệm. Không. Con không có trách nhiệm. Vậy tại sao mà ngoại không có chịu mà hiền dịu, con kêu là này nọ con lo tất cả cho ngoại, mà bây giờ ngoại lại đối xử với con gì kỳ vậy? Con có lấy không? Thôi mệt quá hả? Bây giờ này con sẽ trả cho ngoại hết luôn nè. Mệt mỏi quá trời luôn. Quá trời bực bội luôn. Thì Phong sẽ trước khi mà Phong dừng á, Phong phải quay những cái người mà cô chú nào ở xóm á, thì mỗi người một lời để mà cho biết á là Phong đối xử với bà ngoại như thế nào. Để Phong á, trước khi dọn á, Phong cũng cho gặp một vài người ở xóm đây. Để thì như chú cũng đã bức xúc từ nãy giờ, chú thấy chú biết rồi đó. Thấy bà nhiều cái nói nhiều cái tức mẹ. Ủa, chú thấy là con giúp cho bà hết mình không? Quá trời luôn. Từ A tới Z thì còn đòi gì nữa. Lấy nó bán rượu tháo ra để thấy người ta thấy tội nghiệp ta giấu. Không có chuyện gì anh cần làm gì hết sao? Không phải anh đang kiếm thì cứ việc nói đâu có gì đâu. Kiếm gì vậy? Cái lá này ai lấy hết trơn này. Ừ, có là như gió bay, như gió như vậy. Không phải để hỏi chú, như hổm nào chú thấy á, là con đối với bà ngoại như thế nào? To lo từ A tới Z này kia là thằng Lộc nó về nó phá nó của nó lại nó đập nó lấy bán. Mà chuyện qua nó xách cùng với chị bán nữa đó. Đó. Chú cũng đã thấy là ta thấy vậy ta lịch sự người ta mới kêu Út cháu của bà đó, cháu nội bà đó. Đem lại người ta mới đem gửi đồ qua đây. Bây giờ bây về bà la bà nói người này kia mất đồ của bà rồi lum hết. Bà lớn bà nói nhiều cái là nghe thấy hơi sốc thực tình đó. Đúng rồi đó, con hả là con phải nói con nhịn nhục dữ lắm mà bữa nay nó sốc quá trời luôn á, nên con mới quyết định là bữa nay á con trả những cái món đồ con cất hết á. Không có làm gì hết trơn, không có giúp gì hết trơn á. Quá trời quá đất luôn. Hết mình vậy thôi, nhiêu thôi giúp gì nữa. Bây giờ đó, đổ này nó kêu nó này nó kêu, sự việc này đó là có hàng xóm luôn chứng kiến dùm Phong luôn là thấy quá trời quá đất cái vụ này rồi. Tại sao mà Phong mới bức xúc như vậy á, hỏi như nè, chị Hạnh chị cũng nói là chị từ đây về sau chị không bao giờ mà giúp bất cứ cái gì nữa cho nó. Tại giúp mà không có mang ơn mà lại mang thêm cái giống như là cái cục tức nữa. Đó. Công chí này là giúp nó về ha, nó lấy hay mà chuyện qua nó chơi nguyên cuộn chị gai cuộn gì đó đem đi bán nó rồi. Hồi sáng toan là nó lấy bán tháo toan bán hết trơn rồi còn đòi gì nữa. Chính chú thấy luôn rồi đó mà Phong không có đưa lên. 5 giờ sáng là mầm tôi ngủ nghe không được đó. Bị tim bên này bực bội nó không hay gì đó. Mê gái gì nó mê ông nội tôi mê. Tình nó quá trời bực bội luôn. Bà ta lo ra tới vết rồi bà không biết điều chứ bà chửi người này người kia. Nói chặn ta trả lại đó rồi từ đây tới ta cắt đứt luôn, ta không liên tâm nữa. Con á, thật sự là con không có trách nhiệm phải nuôi ngoại, con nói thiệt. Trách nhiệm nuôi ngoại á là những người con của ngoại á nuôi ngoại chứ con không có trách nhiệm. Con thương ngoại, con giúp những cái gì thôi, từ thức ăn nước uống thôi. Á, rồi lâu lâu con cho ngoại 100 200. Còn nếu mà ngoại cái kiểu này rồi xin thổi ngoại nha. Cuộc đời của ngoại tự ngoại quyết định và con xong được này. Con không tôi. Thì con á khi nào ngoại tâm tính ngoại á thay đổi hoàn toàn đi con mới quay lại, còn bây giờ còn kiểu này nữa xin lỗi nha, bye bye nha ngoại. Bây giờ sẽ đem cái tủ lạnh này luôn. À chị cầm giùm em, chị đi theo giùm em luôn đi. À, em dẹp những đồ anh ơi, anh mình ừ.
Rồi hai anh em mình nha, tiếp đi. Quá trời, bực bội mà tay rung luôn á trời. Nên là có anh này anh tiếp không đi, những món đồ này nó nặng quá. Vậy em đi trước ha. Đây. Thật sự chứ làm mà cái cục tích nó tích quá trời mà giờ rung tay rung chân nữa. Hiện giờ tự ngoại quyết định đi. Đây nè, ngửa ra. Rồi. Đây, đây. Rồi bây giờ tới có tủ lạnh luôn. Để vô đây, đưa vô trong nè, ở đây nè. Dạ. Vậy. Dữ rồi trời. Cái sự nhịn nhục của Phong là từ đó giờ á, ai cũng không chịu nổi, có mình Phong chịu nổi, Phong gán Phong giúp. Mà bây giờ tới cái giai đoạn, tới cái nước này rồi, cái sự mà giúp đỡ của mình không có được mà mang ơn một cái gì chứ, Phong không cần mang ơn. Phải tôn trọng, bây giờ không có sự tôn trọng. Xong hả anh? Phan, để em lấy cái kèm đâu rồi. Để lấy cái kèm rồi Phong gắn lên tất cả luôn. Quên, để em gắn tivi luôn. Đây nè. Thôi bây giờ nè. Rồi, ngoại gắn rồi ha. Rồi bây giờ á, ngoại có việc nói đây, con làm xong rồi con cũng xin phép nữa. Không chịu, cậu không gâu bỏ bà già. Bà già lẫn lộn bước ba ăn nói sao. Xin cậu không bao tha thứ cho bà. Cậu không bao đem gửi đồ cho bà thằng trời, con nó không lấy bán mà bà già bà tiếc quá, bà không biết ở đâu bà là. Xin lỗi cậu không gâu ơi. Để thằng con tôi nó áp đạn, nó hay lấy đồ lắm. Rồi cậu không gâu đem gửi cho tất cho con dùng mà tại chứ không nghe tôi đòi lại. Theo ý mình được. Tôi kiếm tôi khóc tôi la. Cậu không gâu ơi, cậu án nuôi bà già đi. Cậu không nuôi mất cuối cùng rồi. Không còn ai nuôi bà già nữa, cậu không gâu ơi. Cậu có cho, cậu cho sữa anh xưa, cậu cho nước én, cậu cho bánh mì đồ ngon không à. Là trời.
Nè, ngoại vô ngoại kiểm tra tất cả đi ha. Không là bây giờ tivi nè, tủ lạnh nè, rồi cái tủ đồ nè đó, rồi cái máy giặt luôn con đã gắn hoàn chỉnh lại hết rồi nha. Rồi thì dạ gắn hết trơn rồi, xong xuôi hết trơn luôn rồi. Rồi thì giờ con không chịu con bỏ. Không chịu con không có bỏ. Ngoại buông ra đi. Con bỏ tôi đâu có ai nuôi tôi đâu. Con bỏ tôi luôn ba, luôn ơi, luôn khổ lắm ba. Vậy bây giờ không ngoại nín đi con nói chuyện cho nghe. Ngoại nín đi con nói chuyện cho ngoại nghe. Ngoại biết từ đầu tới cuối á con đối xử với ngoại như thế nào. Cậu không nào đó sự rất tốt. Mà tại sao hôm nay ngoại đối xử với con vậy? Đâu có đối xử gì tớ à. Cần cái máy để nghe. Con đã nói với ngoại rồi á. Nè, con nói với ngoại để con tìm người 5 phút 10 phút không được hay sao mà lại gân cổ lên cãi với con. Con nói thiệt không? Con nói thiệt. Từ hồi đó tới giờ rồi ngoại là rất nhiều lần con bỏ tất cả. Con xem người già giống như là ngoại của con. Từ đầu con đã nói với ngoại rồi. Ngoại ruột luôn đi. Nội ngoại gì cũng được. Còn có vấn đề là có vấn đề mà con có trách nhiệm với ngoại đó, thật sự là không có nha ngoại. Trách nhiệm mà nuôi ngoại á là con, những người con của ngoại sẽ về chăm sóc cho ngoại. Thì cái đó tùy, cái đó là do cái cuộc đời của ngoại từ hồi đó giờ. Con bỏ qua tất cả để con giúp ngoại, nhưng mà hôm nay con xin phép là con sẽ dừng. Tại vì con không có trách nhiệm. Lại cậu có đừng bỏ tôi. Thôi đi vô đi. Lại cậu ơi đừng bỏ tôi cậu không ơi. Cậu ơi nãy giờ cậu muốn xin đàng hoàng, nuôi được khỏe mạnh. Bây giờ cậu chú còn sống lâu lắm, cậu có ráng nuôi tôi tới chết thôi tôi mới chịu lại cậu. Không bây giờ nè ngoại, ngoại im đi để con nói nè. Con sẽ để ý ngoại từ đây về sau. Ngoại còn bất cứ những cái hành động như chửi bới hàng xóm á, rồi không tôn trọng tất cả những người xung quanh á, thì con cũng là con sẽ không giúp ngoại nữa. Còn bây giờ ngoại mà chịu thay đổi, chịu thay đổi con người lại á, thay đổi. Từ nãy giờ là tại sao mà ngoại bệnh mà con phải đưa ngoại vô bệnh viện? Thử ngày hôm sau mà con không biết ngoại coi là ngoại như thế nào, ngoại đã chết rồi đó. Biết rồi. Thì bây giờ thôi vô nhà đi, con sẽ về nhà con suy nghĩ lại. Nếu mà giúp được con giúp nha. Rồi. Rồi rồi thôi vô đi, mưa rồi kìa, đi vô nằm nghỉ đi. Thì con sẽ để ý ha. Rồi vô đi. Con ngoéo tay tôi mới tin. Không, con chưa có ngoéo tay được. Ngoại thay đổi đi con mới giúp. Còn ngoại không thay đổi là con sẽ không giúp. Rồi vô ngủ đi. Thì Phong cũng quyết định rồi đó quý vị. Nhưng xem tâm tính như thế nào. Đi vô nhà đi. Đi vô nhà đấy, mưa rồi. Ngoại mà không thay đổi ha, con nghe bất cứ cuộc gọi nào mà ngoại không thay đổi là con sẽ là không có giúp nữa đó. Đi vô nhà đi. Hôm nay là lần đầu tiên mà Phong đi giúp một hoàn cảnh mà Phong phải mang cái cục tức vậy luôn. Thì bây giờ Phong đã đưa những cái món đồ qua xong rồi đó. Thì trong lòng nó cũng còn bực bội đó. Cũng tức ngoại lắm. Nhưng để cho Phong bình tâm lại, cho ngoại bình tâm lại, rồi sẽ theo dõi ngoại. Nếu mà ngoại thay đổi thật sự
thì Phong mới đi tới Phong giúp nữa. Chứ Phong mà kiểu mà giúp mà vô điều kiện, Phong giúp mà kiểu mà ngoại mà đòi hỏi cái gì Phong cũng giúp đó, thì cái đó Phong không có làm được. Phong chỉ lo cái vấn đề ăn, vấn đề ngủ, vấn đề sức khỏe là đủ rồi. Còn cái cuộc sống của ngoại thì để cho ngoại tự quyết định. Nếu mà ngoại mà không thay đổi thì Phong sẽ dừng. Còn nếu mà ngoại thay đổi đó, Phong vẫn tiếp tục là giúp ngoại. Vì thực sự Phong thấy những người già như cỡ ngoại rồi thì gần đất xa trời rồi, giúp được gì giúp. Nhưng mà hôm nay có những lúc Phong quay, và có những lúc Phong tắt máy quay, có những câu nói mà thật sự là đau lắm. Vì mình làm giúp, mình giúp ngoại là xem ngoại giống như là ngoại ruột, mà chưa chắc là Phong giúp ngoại ruột là hơn ngoại đặn nữa. Nhưng cuối cùng Phong được gì? Không có được một sự tôn trọng, không có được sự coi trọng. Và những cái quyết định ngoại tự quyết định, ngoại xem như là cái đó là trách nhiệm của Phong. Nhưng mà cái này là không phải trách nhiệm. Phong chỉ thương, Phong vì nhân đạo. Mạnh Thường Quân cũng thương vì cái tính nhân đạo, giúp ngoại, rồi con về cũng giúp những người con. Chứ đồng tiền của Mạnh Thường Quân bỏ ra ở nước ngoài nó không phải dễ đâu, cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt dữ lắm mới có được nguồn tiền đó. Vì nhân đạo họ mới gửi về để mà giúp cho hoàn cảnh. Giúp đó để mong một con người nó thay đổi. Nhưng mới mà một con người nó không thay đổi thì cũng rất buồn. Mà hôm nay Phong là rất buồn luôn. Thì cũng sẽ theo dõi. Nếu mà ngoại thay đổi thì Phong sẽ suy nghĩ lại. Còn nếu mà vẫn là tâm tính như vậy thì Phong sẽ dừng. Phong tìm những hoàn cảnh khác. Tại vì Phong cũng đi rất nhiều hoàn cảnh. Nhưng mà có một cái là có cái sự ưu ái đối với ngoại đặn. Ưu ái thật sự lo nhiều lắm. Bởi vậy Phong nói là không biết tại sao những anh em khác đi tới giúp nhưng mà cuối cùng cũng bỏ đi. Thì hôm nay Phong giúp ngoại cũng tính ra cũng 4 tháng hoặc 5 tháng. Nhiều lắm. Nhưng mà Phong không kể ra. Nhưng mà có những câu nói phải nói thật sự rất buồn. Buồn lắm quý vị. Nhưng mà thôi để theo dõi ngoại. Nếu mà ngoại có thay đổi đó thì cũng vẫn là giúp ngoại. Giúp trong cái phạm vi nào thôi, chứ không phải là phải có trách nhiệm đối với ngoại. Còn trách nhiệm mà nuôi ngoại đối với ngoại đó, đó là những người con của ngoại. Phong chỉ vô tình đi qua, đi vô thăm và giúp những cái gì thôi. Nhưng cái đó là khi nào ngoại thay đổi đó nha. Còn nếu ngoại không thay đổi thì Phong sẽ xin phép là tốt. Hay thì đôi chút về cái tâm sự của Phong và cái hình ảnh mà từ nãy giờ đó quý vị cũng đã biết rồi đó. Cũng buồn lắm chứ. Thôi Phong cũng kết thúc clip. Thì quý vị nào thấy video này nó có cái cấu trúc gì mà nó được nó ẩn trong á thì hãy chia sẻ và hãy luôn đồng hành cùng Phong, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những người già neo đơn. Thôi Phong xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị những video tiếp theo. Bye bye.